Kêu đi khởi động để xuống nước để bơi. Không khởi động mà vô đây. Vậy là khởi động đó hả các bạn? Làm cho mệt cái xíu. Rồi. Khởi động hay quá ha, vô nhúng 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 rồi ra là xong rồi hả? Đổ mồ hôi chưa? Chưa. Ừ. Giơ tay lên trời nè. Thả miệng hít hơi vào. Wow, khởi động tay vậy luôn đó hả? Rồi hai chị em cùng tập khởi động tay đi. Rồi. Ồ. Nhanh nhất. Nhanh nhất sẽ thắng. Thắng cái gì? Ăn pizza cỡ lớn 12. Là thắng một hộp bánh pizza đúng không? Yes. Rồi các bạn đã sẵn sàng chơi cùng tiên cá Tion chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Chưa. Thi mặt đuôi cá nhanh nhất nha. Đây, một đống đuôi cá ở đây đang chờ các bạn. Rồi, đuôi cá này Tion sẽ làm ban giám khảo luôn á. Thể lệ là như thế nào? Em nói cho mấy bạn nghe coi người cá Tony. Thể lệ là dễ lắm, quăng xuống. Rồi lát nữa cầm vớt lên đây mà ai mà em nhấc được cái quy già. Mặt dưới luôn, chụp. À. Mấy em đứng đây tôi đếm 1 2 3 xuất phát. Mấy em lao xuống. Chụp vô đuôi cá mặt vô. Mặt xuống nước luôn. Ừ, mặt dưới nước luôn, ngồi dưới đó mặt được. Rồi ai thi thì lên bờ. Thi mặt đuôi tiên cá mà men Tion nhanh nhất. Nha. Sẵn sàng chưa? Ai mà thắng là được một cái bánh pizza nha. Ăn tự do. Muốn ăn sao ăn? Em ăn nổi hết một cái bánh không? Dư luôn. Thấy bơ yếu mà ăn dữ vậy trời. Cũng được. Em với Tony ăn ghê lắm mà. Vậy ai ăn đẹp đâu chị đi luôn. Đẹp ghê. Ừ đẹp ghê lắm. Còn cái nữa ăn tiền chứ. Rồi, đếm coi có bao nhiêu bạn tham gia, bấy nhiêu cái đuôi. 6. Rồi đưa đuôi cho Tiêu. Nặng không? Rồi. Đuôi của Tiêu nó kìa. Tiêu quăng đuôi tiên cá xuống rồi Tiêu đếm 1 2 3 mấy em mới được xuống nha. Dạ. Chưa được xuống nha. Sẵn sàng hết chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy có cho Tion chơi không? Không. Vậy Hippo chơi không? Không. Vậy còn dư cái đuôi cá ai mặc? Em. Rồi em mặc cho. Em mặc cho. Em mặc đuôi của em mặc đuôi cho. Đuôi em mặc em mặc. Sao em đụng vô? Đại bảo Minh không có chơi. Bảo Minh sao không chơi? Chơi nhà Minh à. Ra đây chơi. Trời ơi con Tinh Tinh nào. Rồi Cương Thi. Ở đây có con Cương Thi, các bạn ơi, nhảy tưng tưng ngoài đây. Hồi có ăn bánh pizza không? Không. Rồi ở trong đây nhảy luôn vậy đó hả? Rồi sung sướng luôn rồi. Rồi bạn nó không chơi. Rồi mấy em làm gì vậy? Mấy em lụm đuôi cá giờ vô xích vô hả? Bạn kêu chơi ăn gian nha. Xả đuôi ra lại. Mấy bạn này cũng như vậy. Để tôi xuống luôn để vậy cho nó công bằng. Rồi. Rồi, mời em lên, mời em lên. Rồi. Rồi, các em sẵn sàng hết chưa? Mình không chơi thôi. Bốn em. Bắt đầu nha. Một. Hai. Mới có hai mà em nhảy xuống nước là em bị nha. Em bị lại á. 2 2 3 Trời ơi mấy bạn mặc đuôi cá kìa. Hippo hỗ trợ Tion. Tion làm mẫu cho mấy bạn coi coi thương mình nha mấy bạn.
Kìa quay vô mấy bạn, quay vô mấy bạn. Quay vô. Quay vô mấy bạn nhanh đi. Quay mấy bạn đi, đừng quay Tion. Quay tụi mình nè. 1 2 2 1. Bởi vì mấy em mà biến hình chậm quá là bị mấy bạn người thường chọc quê nói tiên cá giả. Tại biến hình nhanh như vậy á, biến hình trong vòng 3 giây thôi mới là tiên cá thiệt. Thấy có coi Spider-Man không? Có. Có coi Deadpool không? Có. Thấy lúc thay đồ nhanh không? Spider-Man á. Mỗi lần mà có người bị hại đúng không? Thay đồ lẹ đúng không? Còn tiên cá là có ai chết đuối hay có gì cần cứu và biến hình nhảy xuống nước liền không? Trời mấy em. Sửa lại nha, hai bên đường like đúng nha. Rồi. Chuẩn bị có một bạn về nhất. Rồi, Tion xin thông báo bạn người cá Tony lại chiến thắng. Về nhất. Về nhì là bạn người cá Vi. Ai sẽ là về thứ ba? Em thấy em thua. Ở sẽ mặc vô đi rồi thi ai cưỡi ra nhanh nhất chứ. Người ta còn đang thi mà em cưỡi ra rồi. Rồi đi lại đi. Trời, em còn cơ hội đó, nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Người ta đang thi tự nhiên cưỡi ra. Em không mà nè Tion. Đứng lên. Tion xin thông báo lại. Bạn người cá dùng là người về đích thứ hai. Bạn kia. Chơi chấp luôn. Chơi chấp luôn các bạn, hay quá. Cởi xuống dưới nước. Sao ngồi trên bờ vậy? Rồi đó, lại đó. Rồi bây giờ còn hai bạn nè. Bạn nào về sau cùng là bị phạt đi. Thì ai về sau cùng có phạt không mấy em? Phạt gì? Nhiều người đang nhìn mình đó. Em la lớn quá hồi hả công an vô bắt á. Tưởng đây hả có bắt cóc nít. Rồi. Xong chưa? Lót chưa? Trời ơi. Hai bạn này hả? Nó mặt khô. Còn có hai bạn. Sao hai bạn này mặc đau lâu dữ vậy ta? Em mới vừa cởi ra mà. Em chơi chấp luôn hả? Rồi em thắng bạn được mới hay á, người cá Vi. Xin thông báo người cá chơi chấp vẫn thắng người cá này. Rồi. Chúc mừng người cá Tara. Em là người mặc đuôi tiên cá lâu nhất thế giới. Trời ơi, thêm chữ thế giới vô nữa hả? Quá dữ luôn. Rồi bây giờ trò chơi này kết thúc ha. Và một hộp bánh pizza sẽ tặng cho bạn Tony ha. Hả? Tion chưa chơi hộp bánh thứ hai mà. Rồi phần thưởng một chiếc bánh pizza cho bạn Tony Victoria. Bánh chai nè. Bánh chai để sao? Bánh mặn đi. Để sao mà? Tặng cho bạn ấy bánh mặn đi. Cái này là của em.
Rồi tặng cho bạn Tony. Bạn Tony có muốn san sẻ với bạn bè không? Rồi vô đi, xử đi. Em san cho chị em thôi. Cái gì kìa đi ơi. Ăn đi. Đi ơi. Em có hai cái là ơi. Rồi ok, mấy em dùng bữa ngon miệng nha. Mà mấy em ăn, mà trước khi ăn người cá phải làm cái động tác gì trước tiên? Cảm ơn. Cảm ơn. Đúng rồi, mình phải cảm ơn. Rồi. Đó đúng rồi. Mình phải cảm ơn tại sao mình có bữa ăn như thế này. Ủa sao tự nhiên có cái này trang trí đây luôn hả? Ừ.